Tiếp theo là một món bánh mặn, bánh tằm bì. Món bánh này quan trọng nhất là khâu nhồi trộn bột gạo. Các bạn nhớ cho lượng nước vừa đủ để bánh không bị quá khô hoặc quá mềm. Tiếp tục cho bột lên bếp khuấy liên tục cho đến khi bột cứng tay và mịn mặt. Khối bột sau khi nguội tiếp tục nhồi để bột đạt độ mềm dẻo vừa phải. Bây giờ hãy xe bột thành những sợi nhỏ rồi đem đi hấp nào. Trộn thịt và bì với thính. Không chỉ có vị thơm đặc trưng, thính còn giúp cho bì có màu sắc hấp dẫn. Thưởng thức một đĩa bánh tằm bì, bạn sẽ cảm nhận được vị bèo béo của nước cốt dừa, dai dai của bì, mặn mặn của nước mắm và vị thanh mát đủ loại rau thơm. Đã đến lúc cả hai đội thoải mái thưởng thức bánh Việt và chia sẻ cảm nhận với những người nhìn miệng bên kia màn hình rồi.